Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy chiếu cao cấp thương hiệu 3M. Đây là một trong những cái thương hiệu điện tử nổi tiếng hàng đầu tại Nhật Bản. Và hôm nay tại Việt Nam chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn là model máy chiếu 3MX86. Đây là một cái model máy chiếu thuộc phân khúc máy chiếu độ sáng cao được cung cấp bởi công ty VNPC. Thì đối với 3MX36 được thiết kế độ sáng lên đến 3200 lumen và độ phân giải chuẩn là độ phân giải XGA 1024768, cho phép chúng ta có thể sử dụng 3MX36 để trình chiếu trong những cái môi trường có cường độ sáng cao với màn chiếu kích thước từ 100 inch đến 300 inch. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến các cái cổng kết nối trên 3MX36. Với các cái cổng kết nối được tích hợp gần như khá đầy đủ, bao gồm cái cổng LAN RJ45. Đối với cổng LAN này được tích hợp này thì giúp chúng ta có thể kiểm soát cái máy chiếu từ bất cứ một cái vị trí là một cái máy tính nào trong cùng một hệ thống mạng của công ty chúng ta. Cổng USB 2.0 cho phép chúng ta có thể kết